Chén dĩa bân dơ sau khi rửa bằng máy rửa chén xịn, do máy hư chăng? Chưa chắc. Nguyên nhân chính có thể do quý khách lâu ngày chưa vệ sinh máy định kỳ. Đừng lo lắng, hãy để Khánh Vi Home giúp quý khách xử đẹp chiếc máy rửa chén ngay tại nhà. Sau đây, hãy cùng xem hành trình nhân viên kỹ thuật của trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Khánh Vi Home hướng dẫn từng bước cách vệ sinh máy rửa chén vô cùng đơn giản và chi tiết nhé. Bước 1, chuẩn bị. Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị dung dịch vệ sinh và các dụng cụ vệ sinh cần thiết. Đừng quên đảm bảo máy rửa chén đã được ngắt điện. Bước 2, vệ sinh bộ lọc và tay phun. Bộ lọc bao gồm 3 bộ phận: một lọc mịn phẳng, một lọc thô và một lọc nhỏ. Khi vệ sinh, quý khách cần tháo rời các bộ phận và vệ sinh thật sạch sẽ bằng cọ mềm dưới dòng nước. Đối với cánh quạt phun nước, nên dùng bàn chải mềm chà nhẹ các lỗ phun nước hoặc dùng tăm để làm thông các lỗ phun bị tắc, sau đó vệ sinh lại với nước sạch. Bước 3, vệ sinh bên trong lồng máy. Với bên trong thân máy, hãy pha lọc chất tẩy rửa với baking soda và giấm, nhúng khăn vải mềm vào nước tẩy rửa, sau đó lau bên trong khoang máy, chà kỹ các góc cạnh, viền máy, dùng bàn chải mềm cọ rửa những vết bẩn cứng đầu. Để đạt hiệu quả tối ưu, quý khách nên sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng như Astonish hoặc Finish giúp làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, khử sạch mùi hôi và nấm mốc. Bước 4, vệ sinh các bộ phận bên ngoài. Vệ sinh kỹ lưỡi lọc, khay chứa chén dĩa và các bộ phận ngoại thất bên ngoài bằng khăn mềm để loại bỏ hoàn toàn mảng bám và đừng quên lau sạch các vết bẩn trên bề mặt máy. Và đây là hình ảnh chiếc máy rửa chén sau khi đã được vệ sinh kỹ càng và sạch sẽ. Quý khách đừng quên vệ sinh định kỳ ít nhất 1 tháng một lần để giữ cho máy luôn hoạt động hiệu quả và chén dĩa luôn sáng bóng nhé. Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Khánh Vi Home là địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà bếp như bếp điện tử, máy hút mùi, máy rửa chén, lò nướng, lò vi sóng. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ một cách chu đáo, minh bạch, tiết kiệm và mang đến cho quý khách sự hài lòng tối đa.